Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái sản phẩm mà hỗ trợ cho dân chơi thể thao ở cường độ cao, đó là đai cố định khớp dưới gối. Cái này thì dành cho những người chơi thể thao như võ thuật nè, bóng đá và chạy. Dạ, cái này đi sang chân trái, chân trái chân phải. Dạ, chân trái chân phải đều chơi được nha. Cái này mình thấy mấy bạn mà chạy thi thể thao mà chạy võ sử dụng này khá là nhiều. Cái phần đây có một cái đèn này, đèn dưới phần vô bánh chè dưới chứ nó đã ở cái bánh chè này. Dạ. Ừ. Cho mình kéo một xíu. Dạ. Xíu xíu nhả vô. Nó hỗ trợ chắc chắn cái chỗ này đó. Dạ. Nó hỗ trợ chắc chắn cái bánh chè khớp nó dưới gối này. Ừ. Thì mình chạy cái cường độ cao á, cái khớp này nó khả năng nó di động. Ừ. Nó mình giữ đeo lại đeo đài vô, nó giảm cái lực tác động ở đây, giảm khả năng bị chấn thương. Đây là thấy dụng cụ hỗ trợ khá là tốt, nó rất là mềm, với lại nó nhỏ như thế này thì nó thông thoáng nè, nó sẽ không có bị hầm, rất là thoải mái. Người chơi thể thao không khó chịu khi mà mình ngồi xuống đó, nó siết cũng khá là mạnh. Còn cả nhà mình muốn mạnh hay yếu á, mình dùng lực mình kéo siết chặt hơn nha. Cái này các bạn chơi võ thuật rất là thích nè, còn là tập gym hay là chạy bộ. Cái này nếu mà mình giặt giũ thì sao anh? Dạ, cái này mình xài lâu ngày nó dơ thì mình giặt xà bông bằng tay, mình phơi trong mát là lần sau chịu tiếp. Cái này rất là phù hợp cho các bạn vận động cường độ mạnh. Rồi, bà con mình có thêm thông tin về cái thiết bị hỗ trợ cho những người vận động ở chân. Bà con mình có thể xem thêm các video khác để hỗ trợ các vùng tay, vai, cổ và lưng nha. Rồi, nếu có thêm thông tin chi tiết thì gọi điện vào số phận dưới hoặc là xem trên website nha. Rồi, tạm biệt bà con và hẹn gặp lại.